sửa tay cầm Xbox One anh em nhé Wireless bản không 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 dây Control đấy. phiên bản mới sử dụng cổng tai tai C Cái bản trước anh em xem là bạn dùng cổng USB được cũ thì bản mới nó sang cổng tai C rồi nhé Đây đang sửa chiếc thứ hai cho khách này, quay cho anh em xem luôn Đấy, Đời mới bây giờ nó sử dụng là vỏ trong suốt nhưng rất là đẹp luôn Đây bên trong thì phần mạch đây nhá vẫn trang bị cổng mic cổng loa và trang bị cổng HDMI ra vẫn là cổng phổ thông thôi mạch thì chất lượng hơn rồi sử dụng hai anten nhé dòng này bắt sóng sẽ khỏe hơn dòng cũ dòng trước con này là có một anten rồi thì sang dòng này là được lắp hai anten máy mới chiếc này là máy mới chứ không phải máy bị luộc nhé chiếc này là máy bị luộc lại này chiếc này chắc mua hàng giá rẻ về sau là thấy là đã tháo ra luộc lại cái phần chân uh, chân ăn chân, unlock này em ạ. Còn chiếc này thì nguyên xi nhá. Từ lúc bóc ra luôn là mới cứng luôn. Đây trang bị hai động cơ này. Ở dòng này dòng này so với dòng cũ ấy, thì nó cải thiện phần anten bắt sẽ tốt hơn này. Ăng ten và cải thiện thêm cho mình cái cổng tai xin này sạc và cắm sẽ tốt hơn nữa. Thường nó tăng cường ấy nhưng mà lắp sang dòng này thì pin lại không dùng pin cũ. À đâu pin, uh, pin vẫn dùng pin pin cũ nghèo ạ vẫn dùng pin sạc cũ hoặc là dùng pin sạc thì có hai lựa chọn cho anh em dòng này thì vẫn như cũ thôi nó chỉ có mỗi cái bệnh nó hay hỏng là hỏng ở cái phần tay cầm an thôi cái bạn này là bị hỏng ở cái cần này bên mình nó fix xong nhé cái cần này hiếm khi nó hỏng từ cái nút ở bên trong này nó có hỏng nhưng mà hiếm khi lắm nhưng mà đợt này không biết sao nó hỏng lắm. thế là tháo ra sửa cho bạn đi xong rồi Đấy, thay cho anh ấy cái phím bấm khác là xong sau đó lắp lại cái này các bạn làm phải cẩn thận nhá phải chú ý phải xả tĩnh điện cho mình bởi vì cái dòng này làm nó có một cái điểm rất là phải cẩn thận là cái tính điện rất là cao hạn chế sờ mạch nhé hạn chế sờ mạch là làm phải đeo găng tay để xả tĩnh điện thì mùa này đừng đỡ chứ đừng cái mùa đông mà mùa nổ tĩnh điện nó nhiều rất là nguy hiểm anh em ạ này xong bây giờ lắp lại thôi dòng mới thì công nhận là trông đẹp đẹp hơn anh em ạ cái độ sử dụng thì tương đương Nó chỉ hơn cho anh em được cái điểm chính là nó 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 tiện hơn là cái cổng này này. Và cái sóng bắt tốt hơn, đấy là những điểm chú ý của cái dòng này. Còn lại những cái cái khác thì nó vẫn thế anh em ạ. Mình uh, bấm thử và trải nghiệm thì nó tương đương anh em ạ. Cái chân cắm nhé, cả cả cái vị trí này anh em nhỉ. Cái con cần a, 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 analog mà thay này thì nó vẫn như vậy anh em chứ nó cũng không thay đổi gì cả. Thế những linh kiện mà lắp lên nó thì vẫn ở như vậy, không có gì thay đổi chỉ có mỗi cái này nó tăng cái điểm bắt sóng mạnh hơn thôi nên anh em nào mà mua về sau này có điều kiện thì mình vẫn khuyên là lên lên nâng cấp anh em ạ tức là lên sang dòng mới này bởi vì cái cổng sạc cũ nó khó kiếm lắm cổng này này bây giờ khó 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 kiếm lắm